Sự thật nào đằng sau lời xin lỗi muộn màng của Trấn Thành? Hình ảnh bức hạ xâm phạm của ngôi sao số 1 game show Việt Nam bỗng nhiên mong manh đến lạ. Hình ảnh Trấn Thành bức hạ xâm phạm bỗng nhiên mong manh. Mới đây, thông tin Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng của đài truyền hình Vĩnh Long thực sự đã làm cho nhiều người cảm thấy sốc. Bởi thời gian gần đây, hình ảnh của Trấn Thành trong showbiz Việt, đặc biệt là tại các game show, chủ yếu được phát sóng tại các đài truyền hình khu vực miền Nam là bức hạ xâm phạm. Cách đây không lâu, khi đang đứng giữa tâm bão hài tục, hài nhảm, Trấn Thành vẫn thản nhiên trả lời với báo giới rằng nếu những chương trình mà anh đang tham gia là nhảm nhí thì nó sẽ bị đào thải với thời gian chứ không thể đứng vững được. Sau đó anh thách thức khán giả rằng nếu thấy Trấn Thành diễn hài nhảm, khán giả có thể tắt tivi. Đó là khi Trấn Thành vẫn đủ sức đứng trước những sóng gió trái chiều. Sau khi tung ra phát ngôn được cho là ngông cuồng, mặc cho dư luận sụp sôi trước sự kênh kiệu, có phần thách thức khán giả, Trấn Thành vẫn im lặng. Thế nhưng, sau khi lệnh cấm cửa hình ảnh của Trấn Thành lên sóng đài truyền hình Vĩnh Long được phát ra, hình ảnh của Trấn Thành bỗng dưng mong manh đến lạ. Nói cho cùng, Trấn Thành cũng chỉ là một diễn viên hài, quyền lực mềm của anh tới đâu vẫn phụ thuộc vào khán giả, vào đơn vị sản xuất chương trình. Khán giả không cần tắt tivi, chỉ cần hình ảnh của Trấn Thành không còn trên tivi nữa là đủ. Lời xin lỗi nửa vời khi những quyền lợi bị tước bỏ của Trấn Thành. Sự im lặng của Trấn Thành giữa tâm bão phát ngôn ngông cuồng, không có một lời giải thích, không có một lời xin lỗi tới từ diễn viên này. Anh vẫn hàng ngày cập nhật Facebook, vẫn đi diễn, vẫn chọc cười khán giả bằng tiếng cười mà anh cho là nghệ thuật. Thế nhưng, sau khi bị cấm cửa trên sóng, Trấn Thành lại cầu xin sự tha thứ cho những phát ngôn mà anh cho là làm khán giả không vừa lòng, chứ không phải vì sự ngông cuồng, tự cao tự đại của mình trong những phát ngôn ấy. Có nhiều nguồn tin cho rằng đài truyền hình Việt Nam cũng sẽ hạn chế sự xuất hiện của Trấn Thành trên sóng. Nếu không được xuất hiện trên truyền hình, Trấn Thành cũng sẽ nhanh chóng rơi vào lãng quên. Có lẽ chính vì vậy, lời xin lỗi nửa vời của anh được tung ra ngay lập tức sau lệnh cấm cửa của đài Vĩnh Long, chứ không còn là sự im lặng kênh kiệu trước đây. Chữ tài liền với chữ tài một vần. Trấn Thành được nhiều đồng nghiệp có tiếng nhận xét là diễn viên hài có tài, có khả năng trở thành một diễn viên hài hạng nhất. Nhưng mãi mê chạy theo đồng tiền, tự đưa mình vào những tiểu phẩm, chương trình hài nhảm nhí. Đã khiến cho hình ảnh Trấn Thành mãi không vượt qua được một diễn viên hài mua vui bằng tiếng cười dung tục. Thật vậy, đúng như Trấn Thành từng nói, nếu chương trình mà tôi tham gia bị coi là hài nhảm, hài tục, thì nó sẽ bị đào thải khỏi sóng truyền hình. Và sự thật là các nhà đài cũng đang dừng kiểm duyệt nghiêm túc hơn đối với nội dung của game show, chương trình truyền hình. Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng sẽ là một đòn cảnh tỉnh đối với nhiều nghệ sĩ chạy theo đồng tiền mà quên đi rằng mình đang làm nghệ thuật. Hồ Ngọc Hà phản ứng trước tin Chu Đăng Khoa quay về bên vợ. Mới đây, Hồ Ngọc Hà cập nhật trạng thái bất thường lên trang cá nhân trước thông tin đại gia Kim Cương quay về với vợ. Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Mình luôn rèn luyện sức mạnh và kỹ năng sinh tồn. Mình vẫn luôn sẵn sàng ở dưới cho bạn lên trên, vì thực ra ở đâu cũng có giá trị của nó, ai càng nói càng dở, ai càng tính càng thua. Cuối cùng vì tớ quá đơn giản và rõ ràng, nên các bạn cứ nghĩ phức tạp quá nên thôi. Một ngày của tớ quá nhiều việc để làm không hết cho bản thân, gia đình, công việc, học tập, rèn luyện, thời gian đâu nữa để giống hình ảnh, một số bạn vẽ vời về tớ." Dòng trạng thái của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, vợ đại gia Chu Đăng Khoa luôn cập nhật trạng thái lên trang cá nhân đầy ẩn ý về việc gia đình hội ngộ, khiến không ít người cho rằng đại gia Chu Đăng Khoa đã quay về bên vợ của mình. Trước đó, tối ngày 27 tháng 4, dòng trạng thái của chị Vân Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một người bạn của vợ đại gia bày tỏ cảm xúc: "Chúc mừng chị, anh chồng có phước, quay về vẫn còn có vợ giờ cơm, còn ghẻ á mua cả đống giờ nằm trên đĩa cả rồi." Trước đó 3 ngày, vợ đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa đăng tải dòng trạng thái lên trang cá nhân đầy ẩn ý: "À, tới giờ này vẫn còn cây cú lập Facebook ảo chửi chị, tha cho chị nhé, cuộc chơi kết thúc lâu rồi, đừng nói lung tung thêm nhục." Dù không nói đích danh, nhưng nhiều người cho rằng dòng trạng thái của vợ đại gia Kim Cương vừa đăng tải nhắm đến Hà Hồ, cũng như ngầm khẳng định Hà Hồ và đại gia Kim Cương đã đường ai nấy đi. Mối quan hệ tay ba giữa Hồ Ngọc Hà vị đại gia Kim Cương cùng vợ đã trở thành tâm điểm của dư luận suốt giữa năm 2015 đến tận năm nay. Thời gian gần đây, vợ của đại gia xứ Nghệ đã không còn nhắc đến chuyện cũ, còn Hồ Ngọc Hà cũng thôi không nhắc đến những lùm xùm hay dính líu đến vị đại gia kia. Hóa
ra, trước khi yêu Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh đã phải lòng ông chú U40 và hành xác đáng sợ thế này. Xem ra Bảo Anh cũng không phải dạng vừa đâu, giờ mới chịu lộ bí mật về người yêu tuổi chú cách đây vài năm. Đã rất lâu rồi mới có một bộ phim Việt Nam được khán giả cũng như các sao Việt ca tụng và khen ngợi nhiều như Em Chưa 18. Với sự diễn xuất của hai gương mặt mới, Khay Thiên Nguyễn và Kiều Minh Tuấn. Mới đây, Bảo Anh cũng đã dùng những lời có cánh cho bộ phim này vì cô ấn tượng với một ông chú 35 tuổi ăn chơi, sát gái, bỗng một ngày bị cô gái bánh bèo có chút xíu tuổi vừa dữ vừa tinh ranh nhưng đáng yêu hành xác. Theo như bạn gái Hồ Quang Hiếu, thì ngoài nhiều lý do khác, thì một lý do cá nhân thích bộ phim này đó chính là na ná với mối tình của cô với một người đàn ông hơn 30 tuổi cách đây vài năm. Nếu nói như vậy, nhiều người cho rằng Bảo Anh cũng giống như diễn viên nữ, khá xinh đẹp, tinh ranh, bánh bèo nhưng lại rất thích hành xác người yêu cũ đáng tuổi chú của mình. Tuy nhiên, trước lời thổ lộ tâm tình này thì nhiều người lại nghĩ chú người yêu mà Bảo Anh nhắc tới chính là Hồ Quang Hiếu. Bởi hiện tại anh cũng đã ngoài 30, hơn nữ ca sĩ 7 tuổi. Dù đang nói về người yêu cũ hay mới thì đây có lẽ là lần đầu tiên bạn gái Hồ Quang Hiếu cởi mở, chia sẻ về chuyện tình yêu của mình như vậy. Bảo Anh khen ngợi Em Chưa 18, đồng thời tiết lộ chuyện tình cảm của mình với ông chú U40 cũng dữ dội không kém. Có người bạn của Bảo Anh vẫn nhắc kỷ niệm về người đàn ông ấy. Khi được gợi ý gặp lại, thì nữ ca sĩ đã nói là quên đi, đó là quá khứ rồi. Có người còn cho rằng nhân vật đó giống như Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu. Kiều Minh Tuấn cũng vào cảm ơn Bảo Anh vì đã xem và khen phim của anh. Hiện tại Bảo Anh đang yêu Hồ Quang Hiếu, hai người hay đi du lịch cùng nhau khiến ai cũng cảm thấy ganh tị. Fan vẫn mong chờ ngày hai người tổ chức đám cưới. Sau khi nổi tiếng từ cuộc thi The Voice 2012, Bảo Anh bị khui nhiều ảnh thân mật với các bạn khác giới. Có ảnh còn hôn nhau khá tình tứ, liệu Hồ Quang Hiếu có ghen với quá khứ này của Bảo Anh hay không? Dù có ảnh thân thiết với nhiều người, tuy nhiên mới đây nữ ca sĩ mới chịu tiết lộ tình yêu dữ dội với một người đàn ông U40 tuổi khiến độc giả chú ý. Trấn Thành rơi nước mắt trong game show đầu tiên sau ồn ào bị cấm sóng. Trong game show Hát Mãi Ước Mơ vừa phát sóng tối 25 tháng 4, cây hài có thể hiện vừa phải và nhận nhiều cảm tình. Tối ngày 26 tháng 4, chương trình Hát Mãi Ước Mơ chính thức lên sóng tập đầu tiên thông qua đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là game show đầu tiên có sự tham gia của Trấn Thành ở vai trò giám khảo sau ồn ào bị đài Vĩnh Long loại khỏi dàn huấn luyện viên một chương trình dành cho thiếu nhi. Hát Mãi Ước Mơ không chỉ đơn thuần là cuộc thi âm nhạc mà còn ý nghĩa nhân văn khi bốn người chơi mỗi tập sẽ thể hiện tài năng để giành giải thưởng nhằm phụ giúp một hoàn cảnh khó khăn bất kỳ xung quanh mình. Với nội dung này, chương trình được kỳ vọng sẽ giúp Trấn Thành lấy lại hình ảnh đẹp sau nhiều ồn ào liên quan tới vụ bị cấm sóng. Trước đó trong buổi họp báo, nam giám khảo Trấn Thành cho biết dù bản thân là người dễ xúc động, dễ khóc nhưng lần này anh phải tập để kiểm soát bản thân, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt so với khi tham gia các game show trước đây. Đúng như lời hứa, trong chương trình, khán giả không còn thấy một Trấn Thành mít ướt như trước. Thay vào đó, cây hài chiếm cảm tình với những chia sẻ chân thành cũng như món quà đầy ý nghĩa dành cho các hoàn cảnh đáng thương. Có những khoảnh khắc rơi nước mắt nhưng ông xã Harry Won không nức nở và làm quá như xưa. Sau khi thưởng thức màn trình diễn đầy xúc động của anh chàng bán trái cây 22 tuổi Thanh Quý, nhằm thực hiện ước mơ chữa trị bệnh tật cho mẹ và sửa sang lại ngôi nhà thiếu kiên cố, Trấn Thành cũng có những chia sẻ chân thành và cảm động. Anh tâm sự, cho đi không mong nhận lại, yêu thương chỉ là yêu thương thôi. Hay như khi lắng nghe câu chuyện của cậu học sinh 17 tuổi đến với chương trình để giành giải thưởng cho cô bạn cùng lớp, có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bại liệt, ba bán vé số, cây hài tinh ý dành những lời động viên vô cùng dí dỏm. Đến phần thi của thí sinh 70 tuổi Trần Văn Ba làm công đức trong chùa Giác Quang bằng việc sửa chữa, làm đồ gỗ, cây hài ngỏ ý tặng chú một cây đàn để khi thấy có clip giới thiệu chiếc đàn của thí sinh lớn tuổi này đã quá cũ. Trong chương trình, khi cảm nhận sự hồi hộp lo lắng của các thí sinh không chuyên, anh cũng có cách động viên rất hài hước, đậm chất Trấn Thành. Sau tập 1 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho Trấn Thành khi anh đã có thể hiện rất chân mật, cũng như là nhân tố giúp những thí sinh trở nên tự tin, vui vẻ hơn. Giữa ồn ào bị đài Vĩnh Long loại khỏi dàn huấn luyện viên một chương trình dành cho tài năng nhí vì những tai tiếng liên quan đến hài nhảm cũng như phát ngôn thiếu chừng mực. Có thể nói, Hát Mãi Ước Mơ là cú cánh kịp thời cho Trấn Thành vào thời điểm này.
Trở lại với diễn biến đêm thi, sau 3 vòng, cậu học trò 17 tuổi Huy Hoàng giành giải thưởng đặc biệt 50 triệu đồng nhờ bình chọn cao nhất từ khán giả. Toàn bộ số tiền đã được em giúp đỡ cô bạn cùng lớp. Ba thí sinh xếp lần lượt các vị trí tiếp theo cũng nhận được số tiền thưởng từ 7 đến 25 triệu đồng để trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.